Chưa hết bàng hoàng về vụ nạn nhân nổi dưới kênh ở thành phố Hồ Chí Minh, thì mới đây, trên địa bàn Hà Nội lại tiếp tục phát hiện một nam thanh niên tử vong dưới hồ đầm Hồng. Theo nhân chứng, trước khi phát hiện nạn nhân, khu vực này từng xảy ra lời qua tiếng lại giữa hai nhóm thanh niên đá bóng. Sáng 23 tháng 8, người dân phát hiện một nạn nhân nổi trên hồ đầm Hồng thuộc phường Khương Đình cạnh sân bóng đầm Hồng 1, Thanh Xuân, Hà Nội, đã báo cáo cho chính quyền địa phương. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Khương Đình đã phối hợp với Công an quận Thanh Xuân và các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra, khám nghiệm hiện trường. Theo nhân chứng, trước khi phát hiện nam thanh niên tử vong, tại khu vực này từng xảy ra lời qua tiếng lại giữa hai nhóm thanh niên đá bóng. Bước đầu, cơ quan công an xác định nạn nhân là nam giới, tuổi ngoài 20, trên người không có giấy tờ tùy thân. Lực lượng chức năng đang xác định danh tính nạn nhân, đồng thời điều tra làm rõ vụ việc. Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.